Chào mừng các em học sinh đến với khóa học ôn thi Trung học phổ thông môn địa lý. Bài học đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là bài số 2, vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Nội dung chính của bài học sẽ gồm có hai phần. Phần 1, tìm hiểu về vị trí địa lý, trong đó có đặc điểm và ý nghĩa. Phần 2, tìm hiểu về phạm vi lãnh thổ, có 3 bộ phận đó là vùng đất, vùng biển và vùng trời sau đây cô trò chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên vị trí địa lý một nhỏ đặc điểm đặc điểm đầu tiên của vị trí địa lý đó là nằm ở rìa phía đông của bán đảo đông dương gần trung tâm khu vực đông nam á tại sao lại nói như vậy thì các em hãy quan sát lên màn hình Bán đảo Đông Dương gồm có 3 quốc gia, đó là Lào, Campuchia và Việt Nam, trong đó Việt Nam của chúng ta nằm ở rìa phía đông của bán đảo này, cho nên vị trí của Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương. Vậy tại sao lại nói Việt Nam nằm ở gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á? Các em có thể thấy rằng nếu như lấy thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam là trung tâm thì Chúng ta sẽ quay được một vòng tròn đi qua rất nhiều các quốc gia trong khu vực. Như vậy, đặc điểm đầu tiên các em cần ghi nhớ đó là Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. Đặc điểm thứ hai về mặt tiếp giáp. Trên đất liền, Việt Nam giáp với những quốc gia nào các em nhỉ? À, nếu như dựa vào trong sách giáo khoa và trong bản đồ, chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam giáp với 3 quốc gia trên đất liền, đó là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Vậy còn ở trên biển thì sao? Trên biển, Việt Nam giáp với 8 quốc gia. Các em hãy quan sát lên màn hình và cùng xác định các cái quốc gia mà Việt Nam tiếp giáp ở trên biển nhé. Đầu tiên, đó là đất nước Trung Quốc. Thứ hai là Campuchia. Thứ ba là Thái Lan Thứ tư là Malaysia Thứ năm là Singapore Thứ sáu Indonesia Thứ bảy Brunei Và quốc gia thứ tám chính là Philippines Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hệ tọa độ địa lý Dựa vào sách giáo khoa và lược đồ trên màn hình Các em hãy giúp cô xác định hệ tọa độ địa lý của Việt Nam nhé Lãnh thổ trên đất liền của Việt Nam giới hạn bởi 4 điểm cực: Bắc, Nam, Đông và Tây. Trong đó, điểm cực Bắc nằm ở 23 độ 23 phút Bắc tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Điểm cực Nam của chúng ta nằm ở vĩ độ 8 độ 34 phút Bắc tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Điểm cực tây của chúng ta nằm ở 102 độ 09 phút đông tại xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và điểm cực đông nằm ở 109 độ 24 phút đông tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đó là hệ tọa độ địa lý của Việt Nam ở trên đất liền, vậy còn ở trên biển thì sao? Nếu như tính ở trên biển thì lãnh thổ của Việt Nam còn trải dài tới 6 độ 50 phút Bắc và khoảng từ 101 độ Đông cho tới 117 độ 20 phút Đông trên Biển Đông. Và xét về lãnh thổ thì đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam nằm trọn vẹn trong múi giờ số 7. Vậy với đặc điểm vị trí địa lý như trên thì có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của nước ta? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần 2, ý nghĩa của vị trí địa lý. Đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu về ý nghĩa về mặt tự nhiên nhé. Thứ nhất, vị trí địa lý quy định thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Vậy, tại sao thiên nhiên nước ta lại mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Các em cùng suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi này nhé. Đầu tiên đó là tính chất nhiệt đới. Như ban đầu chúng ta đã xác định thì Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nội trí tuyến bán cầu Bắc. Trong năm sẽ có hai lần mặt trời liên thiên đỉnh. Vì vậy, lượng bức xạ nhận được trong năm lớn và nền nhiệt cao, số giờ nắng lớn. Tính chất thứ hai đó là tính ẩm hay nói cách khác đó là mưa nhiều. Thì do là Việt Nam nằm ở biển Đông và do hoạt động của gió mùa, cho nên biển Đông là nguồn dự trữ nhiệt ẩm dồi dào, cấp ẩm cho các khối khí di chuyển qua biển vào nước ta và gây mưa lớn. Thứ ba, tính gió mùa. Do Việt Nam nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á nên trong một năm có hai mùa gió thịnh hành, đó là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Ý nghĩa thứ hai về mặt tự nhiên đó là tài nguyên khoáng sản và sinh vật đa dạng, phong phú. Việt Nam nằm ở nơi giao thoa của hai vành đai sinh khoáng, Thái Bình Dương và Địa Trung Hải, cho nên tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú. Một số tài nguyên tiêu biểu như than, sắt, apatit và dầu khí. Chúng ta có thể thấy rằng trên khắp lãnh thổ thì đều có các cái mỏ khoáng sản và nhiều mỏ khoáng sản có giá trị. Thứ hai, do chúng ta nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động thực vật, cho nên tài nguyên sinh vật đa dạng và phong phú với hệ sinh thái đa dạng gồm cả trên cạn và dưới nước. Ý nghĩa thứ ba, thiên nhiên phân hóa đa dạng. Vị trí và hình thể nước ta đã tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên thành các vùng tự nhiên khác nhau giữa miền Bắc với miền Nam, giữa giữa miền núi và đồng bằng và giữa ven biển và hải đảo. Chúng ta thấy rằng Việt Nam có lãnh thổ hẹp ngang và trải dài trên 15 vĩ độ, lại nằm trong khu vực hoạt động mạnh của gió mùa châu Á nên tự nhiên có sự khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam. Nếu như miền Bắc có một mùa đông lạnh thì miền Nam thời tiết lại nắng nóng quanh năm. Sự phân hóa giữa vùng đồi núi với vùng đồng bằng và sự phân hóa giữa khu vực ven biển với hải đảo rất đa dạng. Ý nghĩa thứ tư, nước ta nằm trong vùng có nhiều thiên tai, nhất là bão, lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra hàng năm. Trên đây là những ý nghĩa về mặt tự nhiên và bây giờ cô trò chúng ta cùng chuyển sang nội dung tiếp theo, ý nghĩa về mặt kinh tế. Việt Nam nằm trên ngã tư của đường hàng hải và đường hàng không quốc tế quan trọng, đồng thời lại là cửa ngõ nối liền ra biển, thuận lợi cho các nước Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và khu vực Tây Nam của Trung Quốc. Vì vậy, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các chính sách mở cửa, hội nhập với các nước ở trên thế giới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chúng ta có thể giao lưu với các nước bằng đường biển, đường hàng không, vân vân. Về mặt văn hóa xã hội thì Việt Nam chính là nơi giao thoa của các luồng di dân, vì vậy mà thành phần dân tộc rất đa dạng với 54 dân tộc. Thứ hai, Việt Nam và các nước láng giềng thì có nhiều nét tương đồng, vì vậy có thể chung sống hòa bình. Ý nghĩa thứ ba, tuy nhiên Vấn đề đặt ra ở đây chính là việc hòa hợp và đoàn kết các cái dân tộc. Trên đây là những ý nghĩa về mặt văn hóa xã hội, tiếp theo cô trò chúng ta cùng chuyển sang ý nghĩa về mặt an ninh quốc phòng. Vậy theo các em thì vị trí địa lý có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh quốc phòng của nước ta? À, các em thấy rằng Nước ta nằm trong khu vực nhạy cảm về các cái vấn đề chính trị và an ninh quốc phòng. Trong đó, Biển Đông là một trong những hướng chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như vậy, cô trò chúng ta vừa đi tìm hiểu xong đặc điểm cũng như ý nghĩa của vị trí địa lý. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang nội dung lớn thứ hai phạm vi lãnh thổ. Cô có một câu hỏi như sau. Lãnh thổ của Việt Nam bao gồm mấy bộ phận? Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn bao gồm có 3 bộ phận, đó là vùng đất, vùng biển và vùng trời. Chúng ta cùng đi tìm hiểu bộ phận đầu tiên, vùng đất. À, vậy thì vùng đất của Việt Nam bao gồm những gì? Các em hãy dựa vào sách giáo khoa và cùng xác định cho cô nhé. Chúng ta thấy rằng vùng đất của Việt Nam thì bao gồm có đất liền và các hải đảo, với đường biên giới trên đất liền là khoảng 4.600 km. Trong đó, đường biên giới với Việt Nam với Trung Quốc là hơn 1.400 km, với Việt Nam với Lào là gần 2.100 km và Việt Nam với Campuchia là hơn 1.100 km. Đường bờ biển của Việt Nam dài 3.260 km, kéo dài từ Móng Cái, Quảng Ninh cho đến Hà Tiên, Kiên Giang, với hơn 4.000 đảo lớn nhỏ. Chúng ta có thể quan sát trên màn hình đường bờ biển của Việt Nam với 28 tỉnh thành giáp biển. Các hòn đảo thì trong đó chúng ta cần phải đề cập đến hai quần đảo xa bờ, đó là quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu bộ phận thứ hai, vùng biển. Các em ơi, vùng biển của nước ta có diện tích là bao nhiêu và tiếp giáp với những quốc gia nào nhỉ? À, diện tích của vùng biển nước ta là hơn 1 triệu km vuông và tiếp giáp với 8 quốc gia, giống như cô đã xác định ở phần 1 vị trí địa lý rồi. Và vùng biển của Việt Nam thì bao gồm có 5 bộ phận. 5 bộ phận đó là gì? Các em hãy cùng trả lời giúp cô nhé! Dựa vào lược đồ cô có, có trên màn hình thì chúng ta có thể xác định được 5 bộ phận của vùng biển Việt Nam, đó chính là vùng nội thủy, vùng lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu kỹ hơn về các vùng biển này nhé. Đầu tiên, các em hãy xác định cho cô đường cơ sở của Việt Nam và đường cơ sở chính là cái đường mà nối các cái đảo ven bờ của Việt Nam đúng không nào? chúng ta có thể thấy rằng đây chính là đường cơ sở của Việt Nam và cũng là căn cứ để chúng ta phân chia các bộ phận vùng biển. Bộ phận đầu tiên đó là vùng nội thủy, là vùng nước mà tiếp giáp với đất liền nằm ở phía trong của đường cơ sở. Và bộ phận này thì được coi như là một bộ phận của đất liền Việt Nam. Tiếp theo, từ đường cơ sở trở ra phía ngoài thì chúng ta sẽ có các cái vùng sau. Đầu tiên, giáp với ở bên ngoài đường cơ sở chính là vùng lãnh hải. Vùng này thì rộng 12 hải lý tiếp giáp với đường cơ sở và là vùng biển mà thuộc chủ quyền quốc gia trên biển của Việt Nam. Tiếp theo, giáp với vùng lãnh hải thì chính là Vùng tiếp giáp lãnh hải đúng không nào? Vùng tiếp giáp lãnh hải cũng rộng 12 hải lý và hợp thành với vùng lãnh hải thành một cái bộ phận vùng biển rộng 24 hải lý tính từ đường cơ sở. Tiếp giáp lãnh hải là vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của các nước ven biển. Tiếp theo, vùng thứ ba đó chính là vùng đặc quyền kinh tế. Vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở trở ra ngoài phía biển. Nhà nước có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng các nước khác thì được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm, tàu thuyền, máy bay được tự do hoạt động về hàng hải, hàng không theo quy định của công ước quốc tế. Và bộ phận cuối cùng của vùng biển chính là bộ phận thềm lục địa. Thềm lục địa chính là cái phần ngầm dưới biển và phần lòng đất dưới đáy biển thuộc cái phần lục địa kéo dài mở rộng ra ngoài lãnh hải đến bờ ngoài của thềm lục địa và độ sâu là khoảng 200 mét hoặc hơn nữa. Như vậy, chúng ta vừa xác định xong các cái bộ phận vùng biển của Việt Nam và các em hãy cùng cô tổng kết lại một lần nữa các cái đặc điểm của các vùng biển nhé. Đầu tiên là vùng nội thủy, là vùng nước tiếp giáp với đất liền nằm ở phía trong của đường cơ sở. Thứ hai, vùng lãnh hải, vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển có chiều rộng 12 hải lý. Vùng thứ ba, vùng tiếp giáp lãnh hải. Vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của các nước ven biển, chiều rộng là 12 hải lý. Vùng thứ tư, vùng đặc quyền kinh tế. Nhà nước có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng các nước khác thì được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm, được tự do hoạt động về hàng hải và hàng không và bộ phận cuối cùng là bộ phận thềm lục địa. Phần ngầm dưới biển và phần lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của thềm lục địa. Đó là năm bộ phận vùng biển của Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bộ phận thứ ba đó là vùng trời. Vậy vùng trời theo các em là gì? Vùng trời chính là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ của nước ta và trên đất liền thì được xác định bởi đường biên giới và trên biển là ranh giới phía ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo. Như vậy, cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong các nội dung của bài số 2, vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Sau đây, cùng cô đến với phần luyện tập nhé. chúng ta sẽ đến với một thử thách mang tên nhớ nhanh, nối chuẩn. Các em hãy ghép nối các mệnh đề ở bên trái với các mệnh đề ở bên phải sao cho phù hợp và các em có thể dừng màn hình cho đến khi nào hoàn thiện xong nhé. Chúng ta cùng đối chiếu kết quả với cô nào. Đầu tiên, Việt Nam nằm trong múi giờ số 7. Mệnh đề thứ hai trên đất liền thì giáp với ba quốc gia đó là Việt Nam, Lào và Campuchia. Trên biển, chúng ta tiếp giáp với 8 nước. Tài nguyên khoáng sản phong phú là do nằm kề với vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và địa trung hải. Lãnh thổ bao gồm có vùng đất, vùng biển và vùng trời. Vùng biển của Việt Nam thì bao gồm có năm bộ phận và tiếp giáp với đất liền bên trong đường cơ sở là vùng nội thủy như vậy chúng ta đã có một cái tiết học thật là bổ ích và thú vị phải không nào và bây giờ đến lúc cô hiền phải nói lời chào tạm biệt với các em rồi hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo